một nhân vật rất quan trọng của cuộc thi năm nay, đấy chính là tổng đạo diễn. Xin giới thiệu đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Năm nay, cuộc thi cũng đã quyết định chọn hai nơi sẽ diễn ra, đó là thành phố Hồ Chí Minh diễn ra vòng chung khảo phía Nam và chung kết toàn quốc. Vòng chung khảo phía Bắc sẽ diễn ra tại Tuần Châu, Vịnh Hạ Long. Và như vậy là chúng ta sẽ có hai đêm diễn và hai đêm thi sẽ cùng tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh. Thì làm sao để hai đêm thực sự khác nhau về mặt màu sắc, dàn dựng vân vân. Bởi vì chất liệu của các đêm diễn thì đều như là sứ mệnh của cuộc thi đi qua các cái địa phương mà mình tổ chức, đó là quảng bá cho văn hóa từng vùng miền. Và điều đó sẽ thể hiện như thế nào trong hai đêm thì thực sự cũng rất là khó để mà suy nghĩ làm sao có được một cái kịch bản hay. Và tôi muốn rằng là đêm chung khảo phía Nam sẽ là một đêm mở màn, một đêm khai hội về nhan sắc cho Hoa hậu Việt Nam 2016. Với rất là nhiều tính chất giải trí, với nhiều năng lượng. Và đêm chung kết thì sẽ có nhiều bất ngờ hơn. Dĩ nhiên đêm đó sẽ là đêm đăng quang của nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2016. Cho nên sẽ có nhiều điều bí mật sẽ được hé lộ sắp tới.